Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến, cô là mình. Hôm nay sáng thứ năm, Bắc Mỹ, Mao tỉnh Tham. À, là mình có theo dõi tin tức cũng như trên cộng đồng mạng. Thấy có rất nhiều những cái sự việc mà sáng hôm nay là mình muốn Like. Mình cũng ngồi xem nhìn thấy rất là chằn chọc, băn khoăn cũng hướng về với quê hương trong cái cơn đại dịch uh, Covid <laughs> cầu mong cho đất nước uh, sớm trải qua cái cơn đại dịch. Điều mà lợi minh thấy uh, buồn và đáng tiếc là những cái những cái mà sự việc xảy ra trong nước hiện nay, mà khi nhìn thấy những người dân cũng như những cái đoàn thể những cái trung tâm cơ quan nhà nước họ chung tay cùng người dân để chống dịch uh, chia sẻ những cái khó khăn trong cái cơn đại dịch mà mình chia sẻ những cái điều đó ra các cộng đồng mạng cũng như trên các đấu trường uh, cũng như trong facebook của lợi minh thì mình cảm thấy buồn một cái là rất rất nhiều anh chị em các bạn ở trong nước cũng có người là những bạn bè trong danh sách của Lợi Minh than phiền rằng là những cái món hàng cứu trợ đó có đến tay người dân không, mình cảm thấy hơi bị sốc và giật mình khi nhìn thấy tại sao trong những lúc khó khăn hoạn nạn con người chúng ta đâu phải sống là chỉ để ăn không đâu anh chị các bạn. Mình ăn là để sống, ngay cả tôi thấy có những người lấy những tấm hình đại diện cờ đỏ mà lên nói rằng những con cá ở miền Trung cứu chợ sẽ đi vào trong siêu thị không biết có tới tay người dân hay có tới tay người này người nọ chàng ơi anh chị em các bạn trong lúc hoạn nạn khó khăn thực phẩm được chung tay quyên góp với nhau tôi không nghĩ rằng ở Việt Nam những cái cơ quan nhà nước họ 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 tệ hại đến độ mà lấy những cái đồ cứu trợ đem vô trong siêu thị bán lại cho người dân tôi không tin là như vậy tại vì hoàn cảnh đất nước hiện nay nó rất là khác biệt với những cái năm tháng mà đất nước khó khăn của những năm 77, 78, 79 và trong cái thời kỳ mà Việt Nam bị cấm vận không có thực phẩm thức ăn thế này thế nọ nó thiếu thốn bây giờ việt nam tràn gian đại hải đồ ăn đồ uống khắp mọi nơi hết mà chẳng lẽ nào mà cơ quan nhà nước lại đem mấy cái chuyện mà thực phẩm đem vô siêu thị bán lại cho người dân trời ơi tôi không ngờ luôn đó. tôi nói thiệt với anh chị các bạn họ họ chụp hình chụp ảnh họ tự động họ suy diễn ra họ nghĩ rằng những cái món đồ ăn đó đem vào trong siêu thị bán lại người dân tôi ngồi tôi hơi bị choáng tôi nói sao mà lại có những cái người họ suy nghĩ ra được những cái điều như vậy họ suy nghĩ một cách rất là lạ thường bởi vì các bạn biết những cái siêu thị ở việt nam đâu phải là của chính phủ đâu những cái siêu thị đó là của tư dân mà người ta bán buôn người ta bảo hành bảo quản thực phẩm đâu phải là đồ muốn xuất muốn xuất vô siêu thị là xuất đâu muốn nhập vô siêu thị là nhập đâu chàng ơi tại sao mà lại có những người như vậy trong lúc mà cơn đại dịch mình chung tay nhau mà cùng nhau để đặng mà vượt qua chứ tôi tôi không hiểu nổi trên các đấu trường và ngay cả trong những cái cái người mà kết bạn với tôi trong cái danh sách tôi tôi cảm thấy nó làm sao đi đó làm tôi sực nhớ lại trực nhớ lại cái thời kỳ mà đất nước khó khăn nhất các bạn biết năm bảy 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 tám khi việt nam mình vừa chống chọi với với cái cuộc chiến ở phương phương bắc và campuchia tình hình campuchia bất ổn rồi mọi thứ hết mà đất nước gồng gánh rồi cơn đại dịch cơn đại nạn xin lỗi cơn đại nạn uh, lũ lụt ở khu vực miền nam các bạn biết đồng bằng nam bộ là vựa thóc của cả đất đất nước tài nguyên uh, nông nghiệp của đất nước bị tàn phá ở cái thời đó tôi nhớ tới nỗi mà ăn khoai lang độn ăn rau muống rau lan cái gì ăn được là cứ ăn thôi nó khổ mà mà người dân phải chinh chiến uh, chống chọi với lại cuộc chiến ở phương, ở phương Bắc và trong Nam ở trong cuộc chiến Campuchia rất là khủng khiếp để vượt qua mà ngày hôm nay khi cơn đại dịch lại có những người họ suy nghĩ ra. các bạn biết họ suy nghĩ như vậy mà cái tội mà xuyên tạc chống phá chống cộng ở hải ngoại nó sử dụng những cái điều đó nó nó nó, nó 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 bài vẽ ra tôi thấy tôi thấy rất là đau lòng phải nói là tôi ngồi ở bên đất Mỹ nhưng mà tôi thấy rất là đau lòng tại sao mà lại có những người họ sợ suy nghĩ như vậy các bạn biết cũng có những người trong lúc đại dịch này họ họ không họ không có công ăn việc làm họ đòi hỏi cái này cái nọ tôi phải giải thích chứ họ coi khô cả cổ vậy mà họ không chịu hiểu mà chỉ muốn làm sao chính phủ phải làm cái này làm cho họ tôi nói chàng ơi tại sao mà người việt nam của mình lại ra cái nông nổi như vậy đúng lý ra ngày hôm nay mình đã có của ăn của dư của thừa của để rồi khi mà đất nước khó khăn thì chung tay nhau chứ mà lên mạng mà từ cái miếng ăn con cá củ phai rau quả mọi thứ hết lại than phiền trách móc tại sao những cái đồ đó có đến tay tôi không hay này hay nọ Màng ơi, tôi thấy ở trong nước những người mà họ có tấm lòng, họ tìm đủ mọi cách, họ làm từ thiện, họ phân phát từ rau, củ, quả, gạo, thóc, mọi thứ hết để chung tay nhau mà chống qua cái cơn đại dịch. Các bạn biết, các bạn đang ở trong đất nước Việt Nam hiện nay, các bạn rất là may mắn. Tôi nói anh chị các bạn, các bạn rất là may mắn. Để tôi cho anh chị các bạn xem ở trên cái đất Mỹ, trong cái cơn đại dịch mà những cái người dân Mỹ họ phải gánh chịu. Các bạn thấy đây là thành phố ở bên Cali, Los Angeles. Những người dân Mỹ họ phải sống trong cái mùa đại cơn đại dịch vô cùng chăm bề vất vả. Ngay cả ngôi nhà ở điện nước họ cũng không có tôi nói trên không gian mạng này có những người than phiền đến nỗi này. chính phủ phải 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 hạ đòi chính phủ phải hạ giá điện hạ giá xăng dầu trời ơi tôi nói cái nền kinh tế thị trường định hướng việt nam đâu phải là các bạn biết xăng dầu điện nước nó mang tính cách gọi là chiến lược của quốc gia đâu phải là là muốn hạ giá là hạ giá muốn tăng giá là tăng giá các bạn biết nó làm khủng hoảng cái nền kinh tế chứ không phải giỡn đâu trong lúc đại dịch của nước Mỹ giật giá Mỹ nó leo thang lên tới từ 2.8 phần trăm lên tới 5 516 phần trăm mà hàng chính phủ Mỹ nó vẫn làm ngơ bọn chính trị gia Mỹ nó vẫn ngồi nhà mát ăn bát vàng các bạn biết săn hồi lúc mà chưa bắt đầu chưa bắt đầu mà vô đại dịch đó, có có khoảng 2 đô la một galong thôi mà bữa nay các bạn biết nó tăng lên mấy hôm nay nó tăng lên mấy chục xu rồi đó bữa nay nó đã tăng lên có nơi ba đồng mấy bốn đồng mấy kinh khủng lắm mà mà bọn chính trị gia mỹ nó vẫn ngồi đó nó đấu đá nó tranh giành quyền lực với nhau các bạn thấy những người dân họ sống những người đời sống cơ cực ở trên đất mỹ những người mà dân vô gia cư họ họ sống trong nỗi đau và khốn khổ trời ơi đi ra khỏi nước Mỹ nhiều người trời nắng tôi nói các bạn tiểu bang tôi mùa này là mùa nóng mà đi ra mấy góc đường những người họ dân họ họ khốn khổ vất vả trăm bề mà có ai lo cho họ đâu hằng chính phủ nó cũng tụi bay đói thì xuống kia tao cho tụi bay ăn thôi nó có xây những cái khu nhà tập thể đó các bạn thấy mà trong khi đó ở trong đất nước hiện nay tôi thấy có nhiều người tôi không hiểu họ nghĩ sao nữa trời ơi chứ chung tay nhau mà mà đẩy lùi dịch để đặng mà ổn định cái cuộc sống chứ 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 đâu phải lên mạng mà mà lại kêu kêu riêu vấn đề mà thực phẩm đồ ăn uống họ nghĩ ra làm sao những cái uh, tôi nói các bạn những chuyến xe mà cứu chợ ra quả ở trên Đà Lạt đi xuống họ suy nghĩ làm sao mà tới nỗi mà họ nói rằng cái những cái đồ ăn đó không biết có tới tay tôi không phục có tới tay tôi không được nữa có được tới tay tôi không nữa hay là tới những cán bộ những cái nơi mà 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 những cái người mà 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 cơ quan nhà nước rồi đem vô siêu thị bán lại cho người dân chàng ơi tôi nói tại sao mà thời buổi bây giờ cái vấn đề vật chất nó quá đầy đủ mà tại sao lại có những người là suy nghĩ như vậy qua cơn đại dịch rồi thì cuộc sống nó sẽ trở lại bình yên mà công an việc làm của mình nó nó sẽ trở lại yên bình thôi Ngày ơi thấy rất là đau lòng các các bạn rất là may mắn ở cái thời của tôi vào những năm đất nước khó khăn Tôi nói chị các bạn, ước gì mà ai cho được củ khoai lan ăn là mừng chết rồi. Hồi cái thời mà đất nước khó khăn, 77, 78, 79, tôi nói các bạn những năm đó là khóc, khóc liệt nhất. Vừa vừa đối diện với cuộc chiến chiến tranh ở Campuchia và ở phương Bắc, vừa phải đối diện với lại thiếu lương thực trầm trọng, rồi cơn đại dịch Ủa bên xin lỗi nó lộn nữa Cơn đại nạn lục Các bạn biết năm đó hả Phá toàn bộ cái vùng đồng bằng Nam Bộ Lục ngập rồi lúa qua màu chết Rồi bọn Mỹ với phương Tây Nó chơi cấm vận Việt Nam Các bạn thấy Tê tua luôn Ăn mà tới nỗi mà Ra mà ruộng ngoài đồng Bắt được cái gì là ăn cái đó Cái gì cái nỗi mà cái 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 chuối mà các bạn biết hả? ăn không còn chừa cái gì bỏ luôn cái dừa, cái cây dừa mà nó người ta ăn, người ta sợ người ta sử dụng nó bằng đủ mọi hình thức hết. Ngàn ơi, con cá, con cua, con ốc, con cái gì mà con cái gì mà bắt được là cứ ăn thôi. Cũng bấm nước bấm khô quẹt mà ngồi nói cho vui vui cái thời đó là ăn thịt cọp á. Tại vì các bạn biết cái kho quẹt mà kho khô á. Chào anh cầm, chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Kho khô á rồi cái quẹt quẹt cái đó, cọp cọp cái gọi là ăn thịt cọp các bạn biết nói đặng cho nó nó đỡ thèm ăn cho nó ngon, ở ơi chồng không bây giờ các bạn thấy mùa đại dịch này ăn uống đồ ăn thức ăn người ta đem tới chỗ tràn cổ họng luôn mình chỉ ở nhà trong vòng một tháng hai tuần hay gì đó để cho nó qua cơn dịch cùng chung nhau xây dựng đất nước chứ cái kiểu mà các bạn nghĩ đi mà lên mạng mà tôi thấy tôi không ngờ luôn á tôi thấy tôi hơi bị tôi bị sốc tôi thấy khủng khiếp thiệt tại sao mà lại có những người họ suy nghĩ như vậy chứ Trời ơi đồ ăn ở việt nam bây giờ hả tôi nói ra ruộng ra đồng mà cá rồi rồi xong rồi ăn không hết ra đó giải chài ngồi câu à nhà mà có giường tược ở nhà ai mà bây giờ những người mà làm nông mà là bây giờ họ mới cảm thấy hạnh phúc họ cảm thấy cuộc sống của họ rất là thoải mái bởi vì bây giờ họ đâu có họ tự cung tự cầu và tự cấp các bạn thấy đời sống ở bên mỹ chăm bề vất vả trong những cơn đại dịch họ phải đi môi thùng rác họ phải sống vỉa hè trong những cái thành phố quy nga chán lệ và người dân mỹ hiến giờ họ đánh sống chàng ơi khốn khổ trong đó tôi nói rồi mà, có những người việt nam họ sống trăm bề vất vả trong nước mỹ thì nhìn thồn qua đô thị chính phủ nó tung tiền giống như là quăng hoặc cửa sổ giống như là không tiếc vậy còn trong khi đó những người dân các bạn thấy màng mà ơi mà các bạn có được một đất nước mọi người đang chống dịch đang tham gia hôm nay tôi nghe là cái có trận mưa lớn các bạn biết mới hôm rồi tôi cũng cầu trời cho vài trận mưa lớn mưa lớn thật là lớn mưa mưa thật là nhiều tại vì các bạn biết đang dịch covid này đó mưa nóng mà mưa mưa xuống như vậy trời mưa nhiều như vậy rất là tốt đúng là đúng là ơn trời phải nói là mưa càng nhiều càng tốt để đặng mà giúp những người chống dịch không có bị nóng, không có bị khó khăn nhiều. Mặc dù trời mưa nhưng mà dù sao nó đỡ hơn cái nóng nha anh chị các bạn. Với lại mưa như vậy đó, nó sẽ làm sạch thành phố, cây xanh nó sẽ tươi lên, nó nó sẽ thấp thụ những cái khí độc và nó nó sẽ làm cho đường xá sạch sẽ, nó sẽ đẩy những cái dơ bẩn ra ngoài biển hết rất là tốt phải nói là cần dài trận mưa lớn như vậy <laughs> phải nói là rất là mừng chỉ mong rằng đất nước sợ sớm qua cái 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 cơn đại dịch bọn đang bùng phát mà tôi thấy thì tại vì các bạn không sống ở trong cái một cái uh, trung tâm ổ dịch lớn nhất thế giới các bạn không có đồng cảm được còn đất nước mới vừa xảy ra thì nhiều người lại hoang mang lên mạng thì than than trách đủ thứ đủ kiểu hết tôi cảm thấy chàng ơi hãy chung tay nhau với lại chính phủ để đặng mà vượt qua đại dịch các bạn đâu có đói đến nỗi mà phải 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 lên mạng mà 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 khóc lóc với lại trong mấy cái đấu trường của tụi chống cộng nào là rau quả cá đồ đồ ăn Việt Nam đâu có đến nỗi mà mà, mà mà thiếu thục dữ dội vậy tại vì một số những người họ quan mang rồi họ đi mua đồ ăn rồi họ sợ hãi nó làm cho cái 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 thị trường thực phẩm nó nó xáo trộn chút thôi nếu mà mỗi người ai cũng bình tĩnh mà cùng chung tay nhau mà chống dịch thì thì, thì nó sẽ yên ổn thôi đó bởi vì do, do vấn đề ý thức và và cái tâm lý chung Đất Mỹ nó cũng vậy thôi anh chị các bạn. Hồi lúc mà cơn đại dịch vừa vừa bùng phát thôi, tới nỗi mà giấy giấy đi cầu vệ sinh những cái siêu thị lớn nhất của ông Mỹ nó gom nó vô đó nó gồm, nó mua rồi nó tràn lan những cái siêu thị nó mua thực phẩm rồi đó nó giành giật nhau tại vì cái một số những người dân họ vô ý thức và họ hoang mang họ không hiểu đại đa số là những tầng lớp mà 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 họ không có tiếp cận được những cái thông tin đa chiều làm cho họ hoang mang chỉ vậy thôi thôi thì lại minh ngừng like ở đây và chúc anh chị và các bạn ở quê nhà cùng chung tay với lại chính phủ vượt qua cơn đại dịch tôi tin rằng trong vòng hai tuần hoặc là bốn tầng lễ là việt nam sẽ sẽ bình yên trở lại hiện nay mặc dù có những cái sự khó khăn trước mắt nhưng mà sẽ vượt qua với cái cách chống dịch của Việt Nam rất là rất là 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 triệt để đến nơi đến chốn ừ, chứ không phải giống như Mỹ nó nó lèn en lèn en hồn ai nó giữ ừ, tụi bay cứ chết thằng nào tiêm thuốc thì thằng đó sẽ sống thằng nào không tiêm thì thuốc thì thuốc ngừa thì thì chờ đó mà mua cái mà, mua cái hòm <laughs> mua cái hay là chờ chết thôi nó vậy thôi xã hội mỹ nó như vậy các bạn thấy những người nghèo khổ và cuộc sống vất vả còn chậm bề trong khi đó ở việt nam các bạn có được một chính phủ và những người dân uh, họ họ có những cái tấm lòng nhân ái họ họ đem ngay các con heo ngay cả tôi thấy trái ủ hoa rồi hoa màu mà họ trồng được uh, những cái thực phẩm thì những người dân ở miền miền uh, miền bắc miền uh, cao nguyên khi họ thấy những người ở, ở không trong nam đang gặp hoạn nạn họ tất trần tật tìm đủ mọi cách để gửi thực phẩm về trong nam thì từ từ nó cũng sẽ tới tay mình thôi vì khi những cái chuyến đi xa và đâu phải các bạn nghĩ đi những cái thực phẩm qua màu nhất là cá thịt Nếu mà tới tay người dân còn phải xem lại cái chất lượng của nó về vấn đề đi nó có bị ô nó có bị nhiễm độc gì không nữa chàng ơi đâu phải là bảy tấn cá đó bô tới việt nam vô tới khu miền nam phân phát là là phải phân phát liền ngay lập tức đâu nhiều khi cũng phải kiểm lại lỡ mà tôi nói bảy tấn cá đó mà nó có lỡ đi dọc đường mà hay là có có chuyện gì rủi roi về vấn đề mà bảo vệ cái thực phẩm đó mà tới tay người dân mà người dân ăn đó, thì lúc đó nó 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 gặp sự cố là lúc đó còn khổ nữa lúc đó là ông chính phủ sẽ bị chửi lúc đó là, là, nói là ông chính phủ cộng sản là ác độc là đầu độc dân chàng ơi tôi thấy các bạn chăm bề khốn khổ sao mà mình không chung tay nhau mà mà xây dựng đất nước hãy hãy cùng chung nhau mà mà đoàn kết đừng vì cái miếng ăn mà lên mạng tôi vào trong cái đấu trường tôi thấy chàng ơi nó đau lòng nó đau lòng dã man tôi thấy sao mà ra nông nổi này Việt Nam đâu có đến nỗi mà tệ ở dưới vậy Tôi thấy thức ăn thực phẩm rồi Dư thừa Đâu có đến nỗi tệ vậy Còn trong lúc đại dịch thì khó khăn Thì công ăn việc làm gián đoạn Thì những gói cứu trợ và hỗ trợ Đến những người dân gặp khó khăn Sẽ được cứu xét Chứ đâu phải mà cứ Hạ giá điện rồi hạ giá xăng vậy ơi các bạn biết nó khủng hoảng kinh tế liền chứ đâu giỡn đâu nó làm nó làm khủng nó 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 làm uh, ảnh hưởng tới nền kinh tế của Việt Nam chứ phải chứ phải vừa đâu thôi thì lại mình like ở đây một, một lần nữa lệnh mình xin chào anh chị và các bạn xin gần like và chúc anh chị và các bạn ở quê nhà sớm uh, uh, vượt qua cơn đại dịch này và cùng chung nhau uh, chống dịch hiệu quả xin chào anh chị và các bạn trong diễn đàn